Hai anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Coi 68 TV. Mình là Mason, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh em trong series Sunny Rock cùng Coi 68. Đến với video lần này, Mason sẽ giới thiệu cho anh em một dự án game đang được các cộng đồng game Web3 và Sunny Rock ở nước ngoài và cả Việt Nam vô cùng FOMO, đó chính là The Bacon. Dự án này đang chạy chương trình The New Frontier Quest, cho phép tất cả mọi người tham gia chơi game để có cơ hội nhận airdrop thông qua hình thức là Lay to Airdrop và Lay to Wallet. Sự kiện này của tựa game The Bacon được tài khoản chính chủ của Abichum siêu trên X, nên anh em có thể yên tâm mà vào làm ngay để có cơ hội nhận airdrop khủng từ dự án nha. Ok, không để anh em đợi lâu hơn nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, Mason sẽ giới thiệu sơ lược về dự án. Thì The Bacon là tựa game nhập vai mang phong cách roguelike trên Chesedown. Tại đây, người chơi sẽ tham gia chiến đấu với quái vật trong ngục tối và nâng cấp khả năng của nhân vật để qua các cửa ải. Đồ họa của The Bacon được thiết kế theo phong cách pixel, giúp cho tựa game có thể dễ dàng thu hút tệp người chơi rộng lớn ở cả web 2 và web 3. Thông tin về sự kiện airdrop thì The Bacon đã ra mắt sự kiện The New Frontier Quest Phase 1 vào ngày 10 tháng 6 2024, cho phép tất cả mọi người tham gia với hình thức là Play to Airdrop và Play to Wallet trong vòng 20 ngày, tức là tới ngày 30 tháng 6 2024 sẽ kết thúc Phase 1. Phần thưởng trong sự kiện Phase 1 lần này thì người tham gia sẽ được Airdrop token của game và xuất Wallet Mint NFT Grid of Passage. Theo những thông tin Mason tìm hiểu thì holder của NFT Grid of Passage này sẽ có quyền lợi truy cập sớm vào các game trong hệ sinh thái Chesedown. Không chỉ có The Bacon mà còn là các tựa game mới trong tương lai. Ngoài ra, holder của NFT này còn có thể tham gia vào phase 2, phase 3 của sự kiện và có cơ hội kiếm được nhiều phần thưởng hơn bằng cách nâng cấp grid thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ và còn được airdrop nhiều token hơn. Nghe đến đây không biết anh em sao, chứ Mason là muốn mở máy ra và vào sang airdrop liền rồi đó. Khi tham gia sự kiện, anh em cần hoàn thành các nhiệm vụ để nhận Prestige Boy và dùng chúng để mở khóa các chest với các phần thưởng như sau. Đầu tiên là Meladians, thì đây là vật phẩm đại diện cho số lượng token mà người tham gia có thể nhận được khi tham gia vào sự kiện Airdrop của The Bacon. Thứ hai là token ARB của Abichum. Thì với sự kiện Phase 1 này thì Abichum sẽ tài trợ cho The Bacon 150.000 token và người tham gia may mắn sẽ có cơ hội nhận được ít nhất là 10 token và cao nhất là 1.000 token ARB. Thứ ba là các vật phẩm đặc biệt có tên là Event Exclusive Item và Comestic. Thì đây là những vật phẩm NFT đặc biệt trong game mà người tham gia chỉ có thể nhận được trong sự kiện lần này. Ngoài ra, sự kiện còn phân cấp bậc xếp hạng để xác định được người sẽ nhận được nhiều Airdrop token hơn. Có 5 bậc xếp hạng theo thứ tự tăng dần, bao gồm Novice, Scout, Ranger, Vanguard và Landseeker. Anh em có thể kiếm Prestige Boy để có thể nâng cấp bậc xếp hạng của mình thông qua việc mời bạn bè hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Lưu ý, anh em chỉ có thể tham gia sự kiện khi tài khoản X của anh em trên 50 người theo dõi và đã hoạt động ít nhất là 3 tháng nha. Có 3 lý do Mason nhận thấy The Bacon là một dự án rất là tiềm năng để anh em có thể tham gia chơi game và sang Airdrop với một suất Wallet Mint NFT của dự án như sau. Thứ nhất, Arbitrum DAO đã thông qua một đề xuất thành lập quỹ game trị giá 225 triệu ARB với 76,3% phiếu bầu đồng ý và 23,7% phiếu bầu không đồng ý với đề xuất này. Trong những phiếu bầu đồng ý đó thì có Chesedown là hệ sinh thái gaming lớn nhất trên Arbitrum. Và dự án Layer 2 này cũng đã ưu ái khi siêu thẳng sự kiện The New Frontier West của The Bacon thông qua một tweet trên Twitter chính chủ của họ. Mason nhận thấy Arbitrum không chỉ đang hỗ trợ tựa game The Bacon mà còn là cả Chesedown và hệ sinh thái gaming rộng lớn của họ nữa, vì họ vừa mới thông qua một đề xuất thành lập một quỹ game vô cùng khủng mà. Thứ hai, sau khi tựa game ra mắt sự kiện Play to Airdrop thì đã có rất nhiều KOL nước ngoài và cả Việt Nam tham gia vào để sang Airdrop. Anh em có thể vào trang Twitter của The Bacon để có thể xem các video mà dự án đã retweet từ các KOL tham gia vào game nhé. Không chỉ dừng lại ở các KOL mà co-founder của Chesedown là Carol Room cũng đã tham gia vào chơi game, thì chúng ta có thể nhận thấy là The Bacon được FOMO tới mức nào. Thứ ba, sự kiện Airdrop của The Bacon cho phép anh em tham gia miễn phí để anh em có thể vừa chơi game, vừa kiếm được Airdrop token mà còn có suất Wallet Mint NFT của dự án nữa. Tuy nhiên thì dự án chỉ cho phép anh em tham gia sự kiện với một tài khoản X có trên 50 người theo dõi và hoạt động ít nhất 3 tháng trong khoảng thời gian trở lại đây. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì dự án cần làm vậy để hạn chế những người chuyên chip để sang Airdrop đó anh em. Ok, thì bây giờ anh em hãy cùng theo dõi màn hình của Mason để có thể tìm hiểu được cách thức tham gia sang Airdrop của dự án The Bacon nhé. Ok, thì bây giờ anh em hãy cùng nhìn vào màn hình của Mason để có thể hiểu được cách thức tham gia sang Airdrop của dự án The Bacon nha. Thì đầu tiên anh em truy cập vào đường link nfq.thebacon.gg xẹt referral x-mason2000x. Đây là rep của Mason nên là có gì anh em truy cập để ủng hộ cho Mason nha.
Thì đường link này Mason sẽ để dưới phần mô tả để anh em có thể dễ dàng truy cập hơn nha. Rồi sau khi mà truy cập vào đường link thì anh em sẽ bấm vào Login with Twitter, là đăng nhập bằng Twitter của anh em á. Lưu ý là Twitter của anh em phải trên 50 follow và hoạt động ít nhất 3 tháng trở lại đây nha, thì anh em mới có thể vào được sang Erop của dự án The Bacon nha. Ok, thì cái này là giao diện sau khi anh em đăng nhập thành công. Thì mình tắt cái này để tắt cái tiếng trong game á. Rồi mình bấm Continue. Anh em có thể thấy là cái đường thẳng này là cái nhiệm vụ chính mà anh em cần phải hoàn thành để có thể nhận được cái raffle mà Super Lit Mint NFT của game The Bacon này. Thì bây giờ mình bắt đầu làm cái nhiệm vụ chính trước nha. Ok, thì mình bấm Join Rank. Mình bấm Go Quest. Cái này là task đầu tiên, là cái nhiệm vụ đầu tiên là mình sẽ follow cái The Bacon. Ok. Đó, mình bấm verify. Ok, mình bấm claim. Đó là mình được 100 điểm đầu tiên. Đó là nó sẽ dẫn mình tới cái nhiệm vụ thứ hai nè, đó là mở khóa sáng lên vậy nè. Game mình bấm make account. Ok, thì mình sẽ tới cái nhiệm vụ 2 là tạo một cái tài khoản. Thì với nhiệm vụ này thì anh em sẽ kết nối ví MetaMask để tạo một cái tài khoản để chơi game. Đó. Đó thì mình sẽ nhập tài khoản vô đây, nhập ví vô đây. Đó. Thì cái mạng này đang là không phải là cái mạng của game. Thì hình như là ví này là ZK Sierra thì mình sẽ đổi sang Arbitrum. Đó, mình đã chuyển thành công rồi. Rồi mình ký lại thêm một cái transaction nữa là tạo tài khoản được. Thì mình sẽ đặt là Mason Code 68 đi. Ok, bấm set up. Ok. Hello. Rồi thì mình đã xong được cái nhiệm vụ này. Thì mình claim tiếp cái điểm Rested Boy này. Đó. Sau khi lên được cái mức này thì nó sẽ mở ra một nhánh, hai nhánh nhỏ cho anh em làm cái nhiệm vụ phụ. Mặc dù nói cái nhiệm vụ phụ vậy thôi, nhưng mà nó cũng mang lại point cho mình. Mà mình cũng bật mí cho anh em là các nhiệm vụ càng về sau á là nó sẽ càng khó. Chỉ là nhánh dưới thôi, còn nhánh trên thì rất là dễ. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ chính tiếp theo. Mình sẽ làm hết các nhiệm vụ chính trước, rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm nhiệm vụ phụ sau. Ok, thì nhiệm vụ này sẽ là pre-tweet cái boss này, bấm verify. Rồi mình bấm claim điểm. Ok, lúc này là mình đã lên được level 2 của cái rank novice rồi nè. Thì ở đây thì mình cũng, hình như là mình cũng đã mở được một cái chest rồi. Do mình đã đủ cái điểm mà Rested Boy này rồi đó. Ok, giờ mình mở thử cho anh em coi ha. Ok, thì giờ nó hiện lên cái chữ là Open Chest nè, là mình sẽ mở cái rương này. Thì cái độ may mắn là còn tùy nha anh em. Cái này là mình sẽ nhận thêm được 200 cái Rested Boy. Là cái boy này nó sẽ được tính vào cái boy kế tiếp để mở cái rương kế tiếp luôn nha. Đó, anh em thấy không? 200/500. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục làm cái nhiệm vụ tiếp theo. Cái này là ok, thì ở cái nhiệm vụ này thì anh em sẽ liên kết với cái account Discord của anh em á. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái request. Ok, mình bấm phê duyệt nè. Đó. Discord, đó, nó đã để cái phần Discord link rồi nè. Thì bấm verify. Đó, là anh em đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ này và nhận được. Và anh em sẽ nhận được 100 cái điểm Rested Boy này. Ok, đó, lại mở khóa tiếp tục nè.
Ok, bây giờ tới cái nhiệm vụ là hình như là vào vào kênh Discord này phải. Đó. Ok, đúng rồi đó. Thì anh em tiếp tục vào Discord thôi. Ok, rồi anh em verify cái đi cho nó chắc. Tôi đồng ý. Ok. Em verify cái này bằng cách nhập mấy cái chữ này ha. F9 0 E 3. Ủa, số kia là số gì vậy? 34 à. F9 0 E 34. Ok, vậy là anh em đã xác thực thành công ở kênh Discord này rồi. Thì bây giờ mình vào lại mình verify thử nha. Đó là anh em đã hoàn thành xong. Đó anh em được tiếp tục nhận được 200 điểm. Đó, anh em đã lên được level 3 của cái Rank Novice này rồi. À, với những cái nhiệm vụ mới này còn 38 tiếng nữa là theo như cái thời gian mà mình đang làm cái video này. Thì có thể là khi anh em làm thì nó sẽ thời gian nó sẽ giảm lại đi bớt để nó mở khóa được cái nhiệm vụ này á. Nên là không sao nha. Thì cái thời hạn cho anh em làm là tới 30 tháng 6 lận, nên là anh em cứ yên tâm. Còn cái rương này thì anh em có thể tích để mở từ từ cũng được, cũng không sao hết nha. Không mất đâu, nên là đừng sợ. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái nhiệm vụ từ hai nhánh phụ này. Thì cái nhiệm vụ của nhánh phụ ở trên nó sẽ là một cái câu chuyện, một cái story của cái nhân vật trong game The Bacon thôi. Còn ở cái nhánh phụ thứ hai này ở dưới này là sẽ là những cái nhiệm vụ mà chiến đấu với lại quái. Mình cũng xin bật mí là những cái màn đánh quái ở cái nhánh dưới này nó khá là khó nha anh em, khá khó để vượt qua. Thì nếu mà muốn biết cái độ khó thì anh em có thể lên Twitter của The Bacon để coi những cái video mà KOL ở các KOL, các gamer hoặc là ông co-founder của ChaserDAO á, đó, ông đã quay clip và đã qua được cái mạng đó như thế nào nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào cái nhánh phụ ở phía bên trên trước, nhánh phụ nhất trước. Ok, thì sau khi load một hồi thì nó hiện lên cái stack này, thì anh em có thể vào được cái game rồi nha. Đó thì game thì nó cũng đơn giản thôi, thì anh em chỉ cần đi tới mấy cái dấu chấm than này nè. Đó. Anh em cũng không cần đọc quá nhiều đâu, anh em chỉ cần cho qua hết. Rồi. Đó anh em đi kiếm những cái dấu chấm than hoặc là dấu chấm hỏi để có thể làm nhiệm vụ thôi. Đó. Anh em cứ cho qua hết là được, không có cần đọc đâu. Đó. À cái này là anh em thử đánh đánh vào cái bụi cái con bù nhìn này nè để biết cách anh em chơi á. Đó thì ở đây nó cũng có cái hướng dẫn cho em nè anh em nè, là left click là chuột trái là đánh, chuột phải á, là charge attack, có nghĩa là gồng lên rồi bung ra là đánh với cái lượng sát thương cao hơn, còn space là lướt đi. Đó lướt đi giống vậy nè. Đó. Đó. Cứ 1 giây là anh em có thể lướt được nha. Thì đây là những cái bộ kỹ năng mà để anh em có thể đánh những cái con quái vật ở cái khúc dưới này, ở cái nhánh dưới này. Đó thì anh em cứ tiếp tục làm thôi. Còn cái xe này là anh em có thể share cái khoảnh khắc mà anh em đã qua được màn lên trên Twitter. Đó, lên trên Twitter của anh em. Đó. Đó thì anh em bấm boss. Đó. Đó anh em bấm boss là nó sẽ ra được này. Rồi anh em bấm verify. Đó, rồi anh em bấm claim. Ok nha. Ok, thì đó là cái nhánh phía trên, còn bây giờ mình sẽ chơi cái nhánh phía dưới. Thì cái nhánh phía dưới là sẽ là những cái màn mà anh em sẽ qua mấy cái ải ở mấy cái ngục tối á, đó là sẽ giết mấy con quái vật hoặc là giết nó hoặc là né luôn cũng được nữa, chỉ cần né thôi là anh em có thể qua màn được rồi. Ok thì sau khi đợi xong thì nó cũng hiện lên cái chữ start nè, rồi anh em mình vào chơi thôi.
Đó, thì mấy cái mạng này là anh em chỉ cần đánh quái. Đó, đánh quái. Đó, còn chuột phải là tích đam rồi đó, là anh em sẽ đánh mạnh hơn. Đó. Ồ, cái này có một con quái nó thảy. Nó thảy cái cục ra thì nếu mà anh em dính là anh em sẽ mất máu nha. Đó. Đó, anh em né rồi, đó, spay để né. Ôi, né mình né vẫn dính. Đó. 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 Đó, sau khi gặp ông này là coi như mình xong nhiệm vụ đó. À cũng chưa đâu anh em. Đó, bây giờ mình sẽ giết tiếp 10 con nữa. Cũng dễ anh em, tại vì mấy này màn đầu thôi, còn mấy màn sau là nó căng cực hơn. Đó, còn mình còn 4 mạng nữa. Đó. Nhưng mà 4 mạng thôi mình cũng phải giết cho hết nha. Đó. Đó. Sau khi qua cái cánh cổng này là xong nhiệm vụ đó. Đó. Đó, mình sẽ trả lời đó, mission complete là mình sẽ xong. Ok, bây giờ mình làm điệp. Đó. Thì đó, thì theo như anh em thấy thì phía trên nó sẽ là một cái story, một cái câu chuyện. Thì anh em chỉ cần đi đến gặp mỗi người rồi làm mấy cái cơ bản thôi. Còn cái dưới là anh em phải né chiêu rồi giết quái rồi để qua màn. Đó, thì đó sẽ là cách để anh em có thể claim được boy. Rồi từ boy đó là anh em sẽ mở được các hộp chest này. Đó, thì cái phần thưởng nó sẽ là như mình đã giới thiệu là Meladion nè. Là cái vật phẩm nó tượng trưng cho cái lượng token anh em có thể nhận được. Đó, hoặc là token ARB nè. Đó, hoặc là cái boy, rested boy luôn. Còn đây sẽ là hai cái cánh NFT, hai cái item mình cũng đã giới thiệu ở trong clip rồi. Ok, thì đó sẽ là cách mà anh em sẽ sang Aerox dự án The Bacon. Ok, vậy là Mason đã cùng anh em tìm hiểu về những thông tin sơ lược và cách thức tham gia sang Aerox của dự án The Bacon rồi. Theo đánh giá của Mason thì tựa game này có tiềm năng Aerox vô cùng khủng, nhưng khó có thể xác định được bao nhiêu thì tùy thuộc vào nhân phẩm của anh em nữa. Ngoài ra, dự án được cả Arbitrum nè, co-founder của Treasure Down nè, và các KOL có tầm ảnh hưởng trong mảng game web 3 FOMO nữa, thì anh em cứ yên tâm mà sang Aerox cực mạnh vào tựa game The Bacon này nha. Ok, nếu anh em có câu hỏi hay thắc mắc nào trong quá trình chơi game The Bacon để sang Aerox á, thì đừng ngần ngại để lại một comment ở bên dưới phần bình luận nha, mà mình sẽ giải đáp tất tần tật cho anh em. Đừng quên để lại một like và một subscribe nếu anh em thấy video này hữu ích nhé. Mình là Mason và hẹn gặp anh em tại các video tiếp theo.